Con lên đây. Rồi con tên là gì? Con là Rosa Vũ Thị Thúy ạ. Con mấy tuổi ở đâu? Con 31 tuổi, con ở giáo xứ Tịnh Bi, giáo phận Bùi Chu ạ. Rồi còn con? Chào, con là Đăng Minh Nguyễn Huy Hoàng ạ. Con 11 tuổi ạ. Con với cái cô này có bà con không? Mẹ con ạ. Mẹ con như hay chị em ấy. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Con được rất nhiều ơn của Chúa từ khi biết đến lòng thương xót Chúa. Ơn trọng nhất và gần đây nhất của con đó là vợ chồng con ly tân 35 và được quay được lòng Chúa thương xót và được quay về với nhau. Ơn lớn nhất mà có lẽ nhiều gia đình bây giờ cũng đang khao khát là hai vợ chồng đã ly thân với nhau 3 năm, con cưới nhau được mấy năm? Con cưới nhau từ năm 2006. Cưới nhau 2006 rồi xa nhau năm 2000 bao nhiêu? 2000 có cách đây 4 năm. Cách đây 4 năm. Chúng ta thấy bây giờ người ta yêu nhau buổi sáng buổi chiều xa nhau. Ta quá dễ dàng như vậy, ta quá dễ dàng như vậy. Mà ngày hôm nay người ta làm đám cưới rất là to, đó là lễ tế. Người ta làm đám cưới rất là linh đình, đó là lễ tế. Thậm chí là quen được những đấng bậc rồi xin làm lễ đám cưới đồng tế nữa. Hãnh diện về cái đó nữa kia. Nhưng đó chỉ là lễ tế, Chúa không cần cái đó. Rồi ra ăn nhà hàng là ăn cứ 7 ngày 7 đêm, rồi mỗi người đi ăn xong không mất phong bì mà lại còn được nhận một phong bì đưa về nữa cơ. Đi không? Đi không? Vua tôi dám bỏ lễ Chúa Nhật mà đi đám cưới đó chứ chẳng chừa đâu, chẳng vừa đâu. Thì chúng ta thấy là người ta quá chú trọng đến lễ tế, quá chú trọng đến nghi lễ, quá chú trọng đến hình thức bên ngoài. Hãnh diện vì đám cưới của tôi là có đức cha, rồi có các cha, rồi đồng tế. Hãnh diện vì đám cưới của tôi là có các bề trên, có các thầy, các sơ đến dự lễ. Hãnh diện vì đám cưới của tôi là tổ chức bao nhiêu mâm vân vân và vân vân. Nhưng nếu không có lòng nhân từ, nếu không biết dành cái tiền đấy thay vì tổ chức linh đình như vậy mà chia sẻ cho người nghèo, thì cũng yêu nhau buổi sáng buổi chiều xa nhau thôi, thưa anh chị em. Và đây là một trường hợp là họ đã 4 năm họ đã ly thân với nhau, nhờ đâu mà vợ chồng chúng con quay trở về với Chúa chia sẻ cho mọi người. Con được biết đến lòng thương xót là do mẹ con, và người cầu xin lòng thương xót nhiều nhất cho con cũng là mẹ con. Và từ hồi biết đến lòng thương xót, con cũng nghe và cầu xin, và nhờ thế vợ chồng con được quay về với nhau. Và con trai con cũng được một ơn. Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người? Thưa cha, năm ngoái con vào đây được cha đặt tay vào đầu về con được giấy khen. Giấy khen. Đặt tay vào đầu nó về được cái giấy khen. Giấy khen gì? Giấy khen học sinh tiên tiến. Gì, học sinh tiên tiến hay kim tuyến? Tiên tiến ạ. Vâng. Thì chị em có đứa bé bà ngoại cũng bảo đi trà cháu nó được có giấy khen gì? Giấy khen kim tuyến. Cái đứa bé nó bảo ba nó tiên tiến và kim tuyến. Mày kim tuyến với kim tuyến cái nào chẳng tiến. Rồi thì bây giờ con đã được giấy khen đó, không phải là vì việc nhờ việc đặt tay mà được giấy khen. Nếu con không chịu khó học, cha đặt tay 100 lần có được giấy khen không? Có. Đúng là con nít thật. Bây giờ hỏi lại nha. Bây giờ nếu con không chịu học bài, phải chưa? Con lười, con đi chơi, con không chịu học bài mà con lên đây, cha cứ đặt tay trên đầu con có được giấy khen không? Cha không ạ. Vâng, rõ ràng là không. Cha chỉ đặt tay và con chỉ được giấy khen khi nào con đã hết sức cố gắng học giỏi thì lúc đó mới có giấy khen mà thôi. Câu hỏi cuối cùng, mai mốt có đi tu không? Con chưa biết được. Chưa biết được. Rồi cho tặng con cái máy để con về con nghe, con suy nghĩ nha. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái quạt để cho mẹ của con
Được chưa? Và cái móc khóa này con biết cho ai không? Cho bố. Cho bố. Đúng rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng, những đứa con mà nó như thế này mà để phải sống cái cảnh là hoặc là ở với bố hoặc ở với mẹ thì buồn biết chừng nào. Cái tạ ơn Chúa vì có gia đình nhờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót mà vợ chồng tưởng rằng đường ai nấy đi đã gương vỡ lại lành. Hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, con lên đây con.